Thưa quý vị và các bạn thân mến, biến cố Đồng Tâm báo hiệu rất xấu cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ được diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc mở cuộc hành quân giết dân trong tư thế đồng sàng dị mộc, trở thành con tin của các nhóm lợi ích. Với chữ ký của chính mình trên ba văn kiện sau biến cố Đồng Tâm nên cả bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm đã tự xác nhận là những người chỉ đạo và ra lệnh cuộc hành quân của công an và quân đội gây ra thảm trạng Đồng Tâm đêm 8 dạng 9 tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, các đơn vị quân đội bảo vệ để xây tường tại sân bay Miếu Môn thì trên 3.000 cảnh sát cơ động bao vây xã Đồng Tâm, ngay sát Hà Nội. Vì chỉ 1-2 ngày sau đó, cũng chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vội vã nhân danh Chủ tịch nước ký truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho bà công an bị thiệt mạng. Nguyễn Xuân Phúc nhân danh Thủ tướng cũng hấp tấp ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho bà liệt sĩ, và Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký lệnh thăng hàm và tổ chức lễ tang lớn chẳng khác nào như cấp nhà nước cho bà công an này từ ngân sách quốc gia do tiền thuế của nhân dân đóng góp. Đứng về mặt pháp lý thì khi đặt bút ký vào ba quyết định trên của cả ba người đã xác nhận rằng chính họ là thủ phạm gây ra thảm trạng Đồng Tâm và đã dẫm lên các quy trình luật pháp trong công việc này. Tham quyền trở thành quyền cuồng vọng khiến cho ba nhân vật này đã đánh mất đi lương tri, khiến họ vô cảm trước cái chết thật vô cùng thảm thương cho cụ Lê Đình Kình 84 tuổi và 60 năm tuổi đảng, gây thương tích cho thân nhân của cụ và người dân Đồng Tâm, đồng thời còn bắt báo chí lề đảng mở phong trào kết án mạ lị các nạn nhân và mở cuộc khủng bố nhiều người dân Đồng Tâm và nhiều nhân sĩ trí thức và những người dân chủ trên toàn quốc. Suốt mấy tuần vừa qua, hàng triệu người Việt ở trong và ngoài nước, từ những người dân bình thường tới các nhân sĩ trí thức, cả nhiều đảng viên tiến bộ, có cả một số cán bộ tên tuổi và đại biểu quốc hội, vừa rất đau lòng, xúc động, vừa rất bất bình với thảm họa ở Đồng Tâm. Họ rất đau lòng và xúc động vì một số người dân lành đã bị thiệt mạng, bị thương, bị cưỡng bức, phải khai trước truyền hình và nhiều người còn đang bị giam giữ và khủng bố. Họ rất bất bình vì tại sao một cuộc tranh chấp đất đai kéo dài bao nhiêu năm nhưng những người và cơ quan có trách nhiệm không giải quyết dứt điểm, công khai minh bạch để cuối cùng lại sử dụng bạo lực với người dân lương thiện qua việc tung mấy ngàn cảnh sát cơ động võ trang đầy mình đánh úp một số gia đình người dân vào giữa ban đêm vào dịp gần Tết. Không những thế, sau những hành động bất nhân và tàn bạo để tìm cách đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, các nhân vật này đã lạm dụng quyền lực bắt các cơ quan đảng và nhà nước bóp méo đổi trắng thay đen trong việc thông tin về thảm trạng Đồng Tâm. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, quốc hội và chính quyền nhiều nước trên thế giới chỉ trích những trà đạp nhân quyền của chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm trạng Đồng Tâm. Đứng về phương diện pháp luật thì cuộc tranh chấp ở Đồng Tâm là cuộc tranh chấp dân sự. Trong một xã hội dân chủ thực sự, trong trường hợp này, các cơ quan chính quyền phải giữ thái độ trung lập và độc lập để các cơ quan pháp luật đưa vụ tranh chấp ra xét xử công khai minh bạch theo luật pháp công minh. Vì chính quyền trong xã hội này đứng trên cả cuộc tranh chấp dân sự, do đó, các quan đứng đầu nhà nước như quốc trưởng, thủ tướng và chủ tịch quốc hội phải giữ vai trò độc lập. Vụ tranh chấp đất đai liên quan đến 59 hectare ở Đồng Tâm lúc đầu chỉ liên quan giữa hai bên là người làng Đồng Tâm và đơn vị quân đội quản trị sân bay Miếu Môn nằm cạnh đó. Cuộc tranh chấp này khởi đầu từ đảng nhân danh chính phủ mượn tạm đất của dân để xây phi trường trong thời chiến tranh. Nhưng các thời điểm sau này, quân đội không chịu trả đất lại cho dân, lại còn âm thầm nhập nhèm bàn giao cho các tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel của quân đội. Đây là một tập đoàn kinh tế của nhà nước rất nhiều tiền bạc, có khi còn mạnh hơn cả tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, được một số tướng lãnh có thế lực dựa dẫm vào quân đội, một cột trụ chính của chế độ toàn trị, để tổ chức kinh doanh. Vài năm gần đây, do những quyền lợi phe nhóm nên tập đoàn Viettel đã đặt quan hệ tốt với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, xuất thân từ một tướng công an, để đẩy thành phố có các quyết định có lợi cho Viettel trong các dự án địa ốc trên khu vực đất vàng ngay ngoại ô thủ đô Hà Nội có thể hốt hàng tỷ đô la.
Uy thế của Viettel mạnh đến nỗi mới đây ông Nguyễn Xuân Phúc phải triệu tập cuộc họp bất thường của Thường trực Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2019 để bàn về tình hình triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng cho các trạm thu phí giao thông bất công BOT. Ông Phúc đã quyết định giao cho Bộ Quốc phòng để Viettel cần thiết nắm giữ tối thiểu 50% vốn điều lệ trong doanh nghiệp dự án BOT. Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 9 tháng 1 năm 2020, ông Trung đã còn có những hành động thiếu trách nhiệm bị người dân Hà Nội phản đối trong các vụ dùng nước sông Đà, công ty Nhật Cường và làm sạch sông Tô Lịch. Nếu theo dõi nghiêm túc các vụ tranh chấp đất ở Việt Nam, từ khi Đảng Cộng sản chủ trương đất đai thuộc sở hữu của nhà nước thường có diễn tiến chung. Trong thời chiến tranh, Đảng nói mượn tạm của dân để đất để cho các cán bộ hoặc đơn vị sử dụng. Khi đó dân tin nên nghĩ rằng sau chiến tranh Đảng sẽ trả lại cho dân. Nhưng khi chiến tranh chấm dứt, Đảng nắm quyền đã lơ lời hứa trước đây. Đảng giao lại các căn nhà biệt thự và các khu đất chiếm hữu cho các đơn vị đang trú đóng tại đó. Quân đội, công an dùng luôn vô hạn. Sau này các chủ nhân những ngôi nhà biệt thự hay các khu đất đòi nhà nước trả lại, nhưng chính quyền cộng sản làm lơ, cứ để cho cán bộ, tướng tá ở luôn. Nhà nước không đền bù và cũng không trả tiền thuê đất. Nhà nước ở đây là Đảng đã ăn quỵt và đánh lừa nhân dân. Cho nên mới có những phong trào tố cáo rất nhiều cán bộ cao cấp và trung cấp có thế lực lấy nhà công, đất công chiếm luôn thành nhà ông, đất ông. Những vụ tranh chấp nổi tiếng như chiếm biệt thự của ông bà Trịnh Văn Bô, một gia đình giàu có ở Hà Nội đã từng giúp đỡ che chở cho Hồ Chí Minh và nhiều nhân vật của Cộng sản Việt Nam. Vụ chiếm biệt thự công của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Tình trạng mượn tạm đất rồi chiếm luôn, dùng làm nhà ở, khu buôn bán cho các cán bộ bỏ túi riêng cũng rất phổ biến ở mọi nơi trong đất nước Việt Nam. Những khu đất Đảng mượn tạm của tư nhân thời chiến tranh để xây dựng các khu vực quân sự, doanh trại, phi trường cho các đơn vị quân đội và công an. Nhưng sau chiến tranh thì lại chiếm hữu thành đất riêng của quân đội và công an. Dưới danh nghĩa, đất đai là thuộc sở hữu của nhà nước. Sau chiến tranh, nhiều khu đất này không sử dụng hết nhưng lợi dụng quyền lực nên những người chỉ huy các doanh trại này tùy theo lớn nhỏ cắt những khoảnh đất này để xây chung cư cho các gia đình bộ đội hay dành riêng cho các sĩ quan cao cấp. Như một phần lớn thuộc phi trường Tân Sơn Nhất đã được xếp thành đất quốc phòng nhưng lại sử dụng để xây sân golf, biệt thự, cư xá, các cửa tiệm. Trong đó các sĩ quan cấp tướng tá có mặt máu mặt chiếm hữu luôn hoặc cho thuê lại và chia nhau riêng tiền thuê làm lợi tức riêng trở nên giàu có rất nhanh. Mượn tạm của dân để rồi cán bộ có quyền chiếm luôn đã trở thành thói quen tập quán của Đảng cai trị. Trong các thập niên gần đây tệ trạng này còn vươn xa khủng khiếp hơn nữa. Từ lạm dụng cho cán bộ trở thành lạm dụng cho tập thể. Ở đây là các nhóm lợi ích đang đúc danh Đảng và nhà nước để công khai cưỡng bức tài sản của nhân dân và bòn rút trắng trợn ngân sách của nhà nước. Những cách làm giàu bất chính rất phổ biến và công khai từ khi áp dụng chủ trương mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời gọi là đổi mới. Nhiều khu đất nông nghiệp của nông dân bị trưng dụng trở thành các khu công nghiệp, khu chế xuất cho các công ty nước ngoài thuê FDI. Hay xây các khu gia cư, khu du lịch ở cạnh các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn hay các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc. Những khu đất, bãi biển đẹp hay những ngọn đồi này bỗng chốc trở thành những khu đất vàng. Giá đất từ vài ngàn đồng trên một mét vuông tăng giá lên cả trăm ngàn hay nhiều triệu đồng, nhiều trăm triệu đồng trên một mét vuông. Đây là thời kỳ tung hoành của các đại gia đỏ lợi dụng quyền lực để buôn bán địa ốc, đầu cơ trục lợi. Họ cấu kết với các cán bộ cao cấp có thế lực mạnh ở trung ương và các địa phương trong nhiều ngành như quân đội, công an, tổ chức kế hoạch tuyên giáo để dựng lên các dự án dưới danh nghĩa của nhà nước. Nhờ thế họ trở thành sân sau của các doanh nghiệp nhà nước hay cơ quan nhà nước trúng thầu và trở thành chủ nhân của các khu đất nông nghiệp của nông dân, biến thành những nơi xây nhà cao tầng, biệt thự, khu du lịch.
Nhờ những hoạt động đầu cơ này, chỉ vài năm, họ đã mau chóng trở thành các triệu phú, tỷ phú đô la. Nay họ đang dùng các món tiền khổng lồ do làm ăn bất chính này để mua chức, bán quyền và gây dựng thanh thế trong đảng và chính phủ. Vì thế, trong xã hội Việt Nam hiện nay đang xuất hiện các nhóm lợi ích hoạt động với mục tiêu thủ lợi riêng cho bản thân và vây cánh, không đếm xỉa đến lợi ích chung và đạp lên luật pháp. Các vụ làm giàu bất chính và tham nhũng nổi tiếng do sự cấu kết của những cán bộ có quyền lực trong đảng, chính phủ, công an, quân đội, như các bộ trưởng thông tin và truyền thông, cấu kết với đại gia Phạm Nhật Vũ trong việc mua bán mobile phone AVG, vụ mua bán đất nhà đất của Phan Văn Anh Vũ, Út Trọng với sự tiếp tay của nhiều tướng công an, vụ tranh chấp đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài hơn chục năm. Một số lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã lạm dụng quyền lực toa dập với nhau để chiếm khu đất 160 hectare được dành để xây dựng nơi tái định cư cho người dân, nhưng họ đã biến thành khu kinh doanh làm giàu riêng. Trong khi đó, hàng chục ngàn dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Vài năm trước cũng đã diễn ra các vụ tham nhũng cực lớn như tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, Vinasin, PMU18 hay là vụ toa dập giữa những người có thế lực của tập đoàn Viettel với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ chiếm đất Đồng Tâm. Tình trạng sức mạnh của đồng tiền và quyền lực đang làm cho xã hội vô kỷ cương ngày càng gia tăng dưới chế độ toàn trị, chống tham nhũng kiểu Nguyễn Phú Trọng. Đầu tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã hân hoan dự lễ ký kết giữa công ty VinFast với Chính phủ. Theo đó, VinFast sẽ cho mượn miễn phí 393 xe hơi mới loại đặc biệt để chính phủ dùng trong công việc đưa đón các thượng khách tham dự các hội nghị ASEAN ở Việt Nam năm 2020. Vì năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Chủ tịch tập đoàn VinFast là nhà tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, giàu nhất Việt Nam hiện nay. Có ai tin được một đại gia sẵn sàng cho chính phủ mượn miễn phí 393 xe hơi mới loại đặc biệt, tiền trao cháo múc. Bên này cho mượn xe miễn phí thì chắc chắn bên kia phải cho mượn quyền thả cửa. Dư luận nêu ra câu hỏi, để được sử dụng gần 400 xe hơi mới thì các cơ quan chính phủ, các cơ quan đảng phải đáp ứng những yêu sách nào và trong những lĩnh vực nào cho VinFast. Không chỉ hiện nay mà còn cả tương lai. Vì sao đảng và chính phủ phải ra công đánh bóng cho một tập đoàn tư nhân? Như thế, luật pháp và công lý còn giá trị gì? Lương tâm và đạo đức của những người lãnh đạo ra sao? Qua đó, thấy rất rõ dưới chế độ toàn trị, tâm lý phát triển từ mượn tạm tới chiếm luôn ở những người có quyền lực. Tâm lý về lòng tham và bùng nổ nếu người đó có quyền lực và nếu tài sản đó có giá trị lớn. Chuyện đảng mượn đất, nhà đã phát triển đúng theo tâm lý lòng tham này. Ở đây nó được khuyến khích và kéo dài cả mấy chục năm, cho nên nó trở thành một thói quen mà người mượn tự lấy tự thấy như người chủ thực sự, và họ đã hành động đúng như người chủ sở hữu thực sự, bởi vì họ là người có quyền và lại được lòng tham khuyến khích. Nhiều báo cáo trong đại hội đảng đã xác nhận tới 70-80% những sự tranh chấp và khiếu kiện giữa nhân dân và đảng liên quan trực tiếp đến đất đai. Nhiều cuộc biểu tình đổ máu đã diễn ra ở nhiều nơi. Nguyên nhân chính là đảng đã độc quyền sở hữu đất đai. Nhưng trong thực tế, lại để cho các cán bộ có thế lực từ trung ương tới địa phương lợi dụng và thao túng, biến đất công thành đất ông và nhà công thành nhà ông. Chính thái độ tư túng, không song phẳng, minh bạch đã làm nhân dân mất niềm tin và sự bất bình ngày càng gia tăng. Chế độ độc đảng không có pháp luật nghiêm minh và không có các cơ chế kiểm soát và chế tài chặt chẽ quyền lực, nhưng lại áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là, trong thực tế giao tiền bạc và cấp phương tiện cho các cán bộ bất tài nhưng tham lam quản trị các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Vì thế, bệnh tham nhũng ngày càng gia tăng như chuột xa chính gạo. Cùng với nạn tham nhũng, còn đang bùng nổ sự cấu kết của những nhóm lợi ích ở ngay trong lòng các cơ quan đảng, chính phủ và ngoài xã hội. Tệ trạng tha hóa đạo đức của cán bộ ở trung ương đến địa phương ngày càng bùng nổ. Đặc biệt dưới thời Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư gần 10 năm qua, đồng thời làm trưởng ban chỉ đạo
Trung ương phòng chống tham nhũng. Bởi vì nguyên nhân gây ra tệ nạn tham nhũng và cửa quyền là chế độ độc đảng và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn được duy trì. Dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng còn được củng cố như thế trong tư cách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nên Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Hiện nay theo kết quả điều tra và xếp loại thì chế độ chính trị ở Việt Nam gần như đứng đầu thế giới về tệ trạng tham nhũng. Cho nên những lời đường mật của Nguyễn Phú Trọng như đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay, không thể đánh lừa và du ngủ ai được. Các giải pháp nhốt quyền lực chống tham nhũng không có vùng cấm, chỉ như nước đổ đầu vịt. Chẳng những thế, Nguyễn Phú Trọng còn là người ngăn cản những đòi hỏi đổi mới trong chính trị lẫn kinh tế. Đại hội 11 ra quyết định từ bỏ nhà nước độc quyền đất đai, hay có hội nghị trung ương đòi đổi mới cả hệ thống chính trị, thì Nguyễn Phú Trọng lại dùng thủ đoạn làm lơ và ngoan cố tuyên bố đổi mới nhưng không đổi màu, và kết án các đảng viên tiến bộ và biết quý lòng tự trọng là tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Sau mấy thập niên thực hiện mô hình đổi mới theo công thức chế độ độc đảng cộng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giành độc quyền kinh doanh trong nhiều lĩnh vực then chốt cho các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, cộng với chiều chuộng, cộng với các công ty nước ngoài, FDI, cộng với đất đai độc quyền của nhà nước. Mô hình này đã dẫn tới hậu quả rất nguy hiểm cho đất nước và cũng rất tai hại cho đảng. Trong các quan đảng của nhà nước đang hình thành một số nhóm lợi ích cấu kết với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các FDI và các đại gia đỏ. Rõ ràng nhất là các nhóm lợi ích đang có thế lực rất mạnh trong công an, quân đội, tuyên giáo và doanh nghiệp nhà nước. Vì theo đuổi quyền lợi lợi ích là quyền và tiền, nên các nhóm lợi ích ở trong đảng và ngoài xã hội khi thì cấu kết lợi dụng nhau, khi thì chống lại nhau. Nói chung họ giành giật nhau các mối lợi trong các dự án lớn tới nhỏ, từ trung ương tới địa phương. Ai theo dõi sát tình hình nội bộ ở cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây sẽ thấy rõ, gần đại hội Đảng 13 thì những cuộc giành giật giữa các phe nhóm càng khốc liệt, càng quỷ quyệt. Nhất là trong những tháng gần đây khi sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng xấu đi, đi đứng phải có người dìu, trong khi đó nhân vật được ông Trọng muốn cử làm người kế nghiệp thì bị nhiều phe không ủng hộ, không tin tưởng. Tục ngữ có câu, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, hay mèo vắng chủ nhà chuột nhảy múa trên bàn. Một số những tranh giành giữa các phe đã diễn ra rất gay gắt trong thời gian gần đây chứng minh tình trạng này. Tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngày 25 tháng 12 năm 2019, Ban tổ chức Trung ương đã cho biết trong năm 2019 đã tổ chức 4 lớp học cho cán bộ cấp chiến lược. Trong đó có 181 cán bộ được chuẩn bị để đưa vào làm ủy viên Trung ương khóa 13. Nhưng cả trong đảng lẫn ngoài xã hội, không ai biết được danh sách những ai đã lọt vào mắt xanh của phe Nguyễn Phú Trọng. Từ trước đến nay, các ngành tuyên giáo và tổ chức vẫn nằm trực tiếp dưới quyền của Tổng Bí thư, tức ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Điều này cho thấy công tác nhân sự ở cấp cao trong đảng và nhà nước đã được chọn sẵn trước khi đại hội. Tình trạng giữ ghế, chia phần công khai trắng trợn như thế gây nghi ngờ và phản cảm trong nhiều giới ngay trong đảng. Vì thế, vài tuần trước đó có một số cán bộ cao cấp đã về hưu và cả ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã yêu cầu phải minh bạch, công khai hóa những cán bộ được xếp vào thành phần cán bộ cấp chiến lược. Nhưng tại hội nghị trên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vẫn không chịu công bố danh sách này. Trái lại, ông ta còn kiêu ngạo lập lại các tiêu chí chọn cán bộ vào Trung ương Đảng của Nguyễn Phú Trọng. Thời kỳ giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã dở mọi thủ đoạn tàn bạo để tranh giành quyền lực. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của nhà nước, toàn thể đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân là ở trên hết. Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, vận động trong quá trình giới thiệu bầu cử, kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội. Thấy đúng, không dám bảo vệ, thấy sai, không dám đấu tranh.
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, bản thân hoặc vợ chồng còn vi phạm. Không những thế, ông Vượng còn lên giọng vừa đe dọa đối thủ ngay trong Trung ương Đảng, vừa tìm cách giữ phần cho mình. Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu như vậy, ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu. Có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ là người đứng đầu. Nên ta phải hết sức chú ý, phải làm sao để đảng ta không bao giờ vướng vào chuyện như vậy. Hết sức chú ý công tác nhân sự, đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ xây dựng. 75 năm sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Chúng ta không làm tốt thì chúng ta tự lật đổ chúng ta. Điều này có thể hiểu được là những người đứng đầu đảng trong tương lai phải là người được đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin cậy và chỉ định. Mà hiện nay không ai khác chính là Trần Quốc Vượng. Vì trong những tuần lễ vừa qua, ông Trần Quốc Vượng đã đứng chủ trì trong một số hội nghị quan trọng thay mặt cho ông Nguyễn Phú Trọng. Như chủ trì buổi lễ của Tổng cục Chính trị kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, các tiền nhiệm cùng với nhiều sĩ quan cao cấp, hay chỉ đạo hội nghị triển khai công tác 2020 của ngành Kiểm sát Nhân dân tổ chức tại Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm 2019. Cũng vào thời gian này, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 75 trong 2 ngày 24 và 26 tháng 12 năm 2019. Nhưng rất ngạc nhiên là không do Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo như những năm trước, cũng không do Trần Quốc Vượng mà lại là Nguyễn Xuân Phúc. Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trịnh trọng giới thiệu hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị báo chí toàn quốc ở Hải Phòng ngày 28 tháng 12 năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam cho thấy những đấu đá tranh giành lộ ra công khai giữa các cơ quan của ngành tuyên giáo. Chính trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã lên tiếng răn mặt tại hội nghị này là phải hết sức tỉnh táo trước mọi việc lợi dụng báo chí để đấu đá nội bộ, cạnh tranh phe nhóm. Có tình trạng phổ biến trong nhiều báo lề đảng là sáng đăng, chưa gặp, chiều gỡ, do sự thỏa hiệp ngầm giữa nhà báo với các đại gia hay do mệnh lệnh từ cấp trên. Tình trạng này được tân Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận trong buổi chất vấn của Quốc hội. Ông Thưởng còn răn đe những thông tin chúng ta nhận được vào những kỳ đại hội bao giờ cũng phải tỉnh táo xem xét, kiểm chứng ở nhiều góc độ, khi đưa lên cũng phải tính toán nhiều mặt. Đặc biệt hơn nữa là trong các chủ đề của hội nghị này là sắp xếp các hoạt động báo chí để Ban Tuyên giáo có thể giành lại quyền kiểm soát báo chí. Nhưng Bộ 4T đã không chịu thực hiện. Vì thế tại hội nghị này, Võ Văn Thưởng đã chỉ trích đích danh bộ này là ra lệnh. Tôi yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện khẩn trương, nghiêm túc vấn đề này. Không chậm được nữa, không lưng chừng được nữa. Đến bây giờ là rất chậm rồi. Ông Thưởng còn công khai đe dọa cán bộ đảng nào chần chừ níu kéo làm chậm tiến độ là vi phạm kỷ luật của đảng. Người đứng đầu Bộ 4T hiện nay là Ủy viên Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, từng làm Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Viettel nhiều năm và mới từ ngày 24 tháng 10 năm 2018 được cử làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi hai cựu nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã để xảy ra vụ tham nhũng mobile phone mua AVG. Trong khi Nguyễn Phú Trọng hồ hởi kể những thành tích chống tham nhũng không có vùng cấm, thì phe chống ông Trọng trong nhiều cơ quan chính phủ lấy cớ muốn phát triển kinh tế thì không nên chống tham nhũng tràn lan. Vì thế nên hội nghị trực tuyến chính phủ Nguyễn Phú Trọng chủ trì trực tiếp đã công khai chỉ trích quan điểm này và đòi toàn hệ thống chính trị cần phải chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi và lo ngại rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm cầm chừng, phòng thủ che chắn, giữ an toàn cho bộ phận công chức nào đó, nhất là cán bộ cấp quản lý. Không đấu tranh phòng chống tiêu cực là sai, tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì đứng sang một bên cho người khác làm. Rõ ràng,
vừa qua làm, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu, nhụt chí gì đâu. Những sự kiện trên chứng minh rõ ràng là ông Tổng chủ và Thủ tướng cùng với các phe cánh của họ đang tấn công nhau công khai, dùng không nêu đích danh. Trong khi Nguyễn Phú Trọng tô hồng thành tích chống tham nhũng thì Nguyễn Xuân Phúc lại tô son cho thành tích kinh tế như tăng trưởng cao và kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đã đạt 500 tỷ đô la. Thậm chí để làm việc này, ông Phúc còn sẵn sàng cho sửa tính cách tính GDP lên cao hơn. GDP năm 2017 đang từ 220 tỷ đô la bỗng chốc lên 275 tỷ đô la. Từ đó, lợi tức đầu người một năm cũng tăng thêm theo khoảng trên 25% một năm. Sau thảm trạng đồng tâm phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Xuân Phúc, bề ngoài làm như hợp nhau nhưng thực sự lại có phản ứng và tính toán rất khác biệt. Trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tuyến sáng 9 tháng 1, Nguyễn Xuân Phúc biện hộ đồng tâm là đám lửa nhỏ, nếu không sớm dập tắt thì nó sẽ cháy lan ra diện rộng. Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận liệt sĩ cho ba công an thiệt mạng và còn dẫn đầu phái đoàn chính phủ trong tang lễ ba người này ngày 16 tháng 1 năm 2020 và ghi vào sổ tang. Là những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập. Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập và noi gương anh dũng này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Trong buổi tang lễ, Tô Lâm luôn luôn đi bên cạnh Nguyễn Xuân Phúc như hình với bóng. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng ký quyết định tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an bị té giếng, nhưng trong dịp lễ tang không thấy có đoàn đại diện của Bộ Chính trị lẫn Trung ương Đảng. Và đặc biệt nữa là không thấy đoàn của Bộ Quốc phòng, mặc dầu trước đó nói là cuộc hành quân đêm 8 dạng 9 tháng 1 năm 2020 là hành quân của cả công an lẫn quân đội. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đứng ra tổ chức lễ tang. Tham dự tang lễ chỉ thấy phái đoàn chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Dân vận Trung ương do Trương Thị Mai, Ban Kinh tế Trung ương do Trưởng ban Nguyễn Văn Bình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ gửi vòng hoa viếng nhưng không dự. Bà Ngân đã giữ thái độ ngậm miệng nhưng vẫn muốn chia phần, chia tiền và thích trưng diện. Đây không phải là những chi tiết nhỏ nhặt. Trái lại, theo cách tổ chức kỹ lưỡng của họ thì đây là những tín hiệu cho thấy những tính toán cân nhắc của các bên giữa phe đảng, quân đội và một phe là chính phủ và công an sau thảm trạng đồng tâm. Chỉ hơn một tuần sau thảm trạng đồng tâm, Nguyễn Xuân Phúc đã cố để lộ thái độ xét lại và làm như biết điều, nhưng đồng thời vẫn lươn lẹo tìm cách trốn trách nhiệm. Tại cuộc gặp mặt của tổ chức chính trị xã hội tại quân chúng ngày 17 tháng 1, ông Phúc đã nói trong một đất nước hòa bình, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, không thể để diễn ra tình trạng nơi này có nổ súng, nơi kia có khiếu kiện đông người kéo dài. Và qua một số vụ việc gần đây, chúng ta thấy được sự rạn nứt giữa đảng, nhà nước và các cấp chính quyền với người dân. Chúng ta đã thấy những nguy cơ và đặt câu hỏi mình đã làm tốt công tác dân vận hay chưa? Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, chúng ta đã làm gì để cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của pháp luật đảng? Nhưng cuối cùng, Nguyễn Xuân Phúc lại tìm cách lấp liếng tội ác ở đồng tâm. Đảng, nhà nước vận động thuyết phục nhân dân chứ không phải dùng quyền lực. Rồi ông Phúc đùn trách nhiệm cho những tổ chức chính trị xã hội, các hội, quần chúng, ý nói Mặt trận Tổ quốc và trách nhiệm phải giải quyết sự rạn nứt đó. Trước thái độ lươn lẹo của Nguyễn Xuân Phúc nên chỉ 3 ngày sau, Nguyễn Phú Trọng đã có phản ứng ngay rất gay gắt về tiêu chuẩn lựa chọn người lãnh đạo tại Đại hội Đảng 13, quyết liệt ngăn chặn thanh lọc
đưa ra khỏi quy hoạch những thành phần cơ hội, suy thoái không để những con lươn, con trạch chui vào bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Cần lưu ý nữa là ông Trọng đã chọn tờ Quân đội Nhân dân để trả lời phỏng vấn những vấn đề nổi cộm trong Đảng trước thềm Đại hội 13. Các sự kiện trên đây chứng minh rằng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang đồng sàng dị mộng. Tuy đang ở thế lực bất tòng tâm, nhưng tham vọng của ông Trọng là làm sao cái ghế Tổng Bí thư phải nằm trong phe của ông. Trái lại, ông Phúc lại mộng cái ghế cao nhất, muốn nhảy lên nắm quyền Tổng Bí thư, hay ít nhất là phải là ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Các cuộc xung đột ở cấp cao đang diễn ra dồn dập trong những ngày gần đây. Trước những bức xúc trong và ngoài Đảng, Tô Lâm đang phải tìm cách đi hàng hai, chân trong chân ngoài. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, ông Lâm đã mở cuộc gặp mặt các cựu cán bộ công an cao cấp và đã gặp Bộ trưởng Công an và Nguyên Thường trực Bí thư Lê Hồng Anh, một người thân tín của Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên của ông, phải chăng để giải bày tâm sự. Nhưng trong diễn văn dài vào dịp này, Tô Lâm còn đề cao vai trò quan trọng của ngành công an và kể lể thành tích của cá nhân. Tuy nhiên, cuối cùng Tô Lâm lại tìm cách vuốt ve Nguyễn Phú Trọng khi trân trọng nhắc lại lời căn dặn của ông Trọng đối với ngành công an. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhưng cùng lúc lại nói, việc ba công an đã mất trong vụ Đồng Tâm là hy sinh cho Đảng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và nhân dân. Điều đáng để ý ở đây là hai tờ Cảnh sát và Quân đội Nhân dân điện tử tóm lược diễn văn của Tô Lâm, nhưng chỉ nhắc tới Tô Lâm trịnh trọng nói lời căn dặn của Nguyễn Phú Trọng với công an như đã nói ở trên, nhưng hoàn toàn không nói tới vụ Đồng Tâm như trong diễn văn của Tô Lâm. Những sự kiện chính trị sốt bỏng diễn ra như ở trên cho thấy, trong khi Trần Quốc Vượng loan báo đã tổ chức các lớp học để tuyển chọn những cán bộ cấp chiến lược vào Trung ương Đảng tại Đại hội 13 vào năm 2021, đã tạo sự lo lắng hoang mang lớn giữa các phe nhóm, nhất là những thành phần không có thẩm quyền trực tiếp trong việc lựa chọn cán bộ nắm các chức vụ then chốt. Quan trọng lớn là vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Nguyễn Phú Trọng nhân danh Bộ Chính trị đã ký quyết định 214/QĐ-TVK ngày 2 tháng 2 năm 2020 nêu ra các tiêu chuẩn chọn lựa những người lãnh đạo trong Đại hội Đảng 13. Những tiêu chuẩn này cao vời vợi như đi ở trên mây mù, nhưng phe Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng để loại bỏ các đối thủ như từng làm để hạ Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 trước đây. Điều cần lưu ý đặc biệt ở đây là chế độ toàn trị, con đường tiến thân duy nhất đã tìm quan lộ cho Đảng, cho nên càng gần Đại hội 13 thì càng diễn ra cuộc chạy đua để giữ ghế, chia phần giữa các phe. Với quyết định trên, phe Nguyễn Phú Trọng hy vọng rằng sẽ chia để trị các đối thủ. Sự tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và nhiều chức vụ quan trọng cao cấp khác trong Đảng và Nhà nước. Nhưng ngay cả những nhân vật có thế lực cũng không đủ thực lực riêng, nên phải lôi kéo các phe cánh khác tìm cách phân hóa địch. Vì thế, họ phải lươn lẹo như những con lươn, con trạch để mua chuộc nhóm này, đe dọa nhóm kia. Xã hội Cộng sản Việt Nam hiện nay, thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã hình thành các nhóm và các phe lớn. Quân đội, công an, tuyên giáo và các tập đoàn, các tổng công ty và các đại gia nhỏ, những người có thế lực ở trong các nhóm đồng sàng cùng là các đồng chí nhưng lại dị mộng, danh vọng tiền bạc và đất vàng. Tuy vẫn nhân danh Đảng ca ngợi tình đồng chí, nhưng đây chỉ là lá chắn ở bề ngoài. Nhân vật chính và các phe trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng đang rình rập gầm ghè nhau, còn hơn là quân thù tung ra những thủ đoạn dối trá tàn bạo, bất kể tới đạo lý, lương tâm, đạp lên trên những pháp luật và nghị quyết của Trung ương Đảng chính họ đã ban bố. Các tiêu chí giá trị xã hội từng một thời được mọi người tôn vinh nay đã bị mất, thứ giá trị bị đảo lộn. Từ hạt muối xẻ đôi giữa các đồng chí trong thời chiến tranh, nhưng từ khi áp dụng chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã khiến cho đồng tiền đô la có sức mạnh đánh bật tất cả. Chính điều này đã được Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận khi ông ví von. Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu nghèo.
Có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống xa cách người lao động. Liệu rồi người giàu có nghĩ giống với người nghèo không? Sự ra đời của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước đã tạo cơ hội cho các cán bộ trong các ban giám đốc như chuột xà chính gạo, tiền của như nước. Vì các doanh nghiệp nhà nước này được tự do dùng ngân sách nhà nước, đất công lại không có ai kiểm soát, là những cán bộ có quyền lực nên họ tự do bòn rút xà xẻo dùng trong các công trình xây dựng, đường cầu cống, phi trường, hải cảng. Không chỉ quân đội là những tập đoàn công khai như Viettel, nếu không thì dựng lên những công ty ma dưới quyền của những nhân vật trong công an, quân đội, tuyên giáo, báo chí như Vũ Nhôm, Mobile Phone, các sân gôn ở phi trường Tân Sơn Nhất, khu đất Thủ Thiêm ở Sài Gòn, PMU 18, Vinasin, Vinalize. Nhiều nhân vật nhận được cả hàng triệu đô la tiền hối lộ cất giấu trong vali hay những biệt điện với những khu đất vàng đứng tên vợ con thân thuộc. Họ thao túng lũng đoạn trong mọi lĩnh vực, sử dụng các vụ điều tra, xét xử để moi tiền, dựng lên các dự án, kế hoạch, lập ra các khu chế xuất trong các công ty nước ngoài và đặc khu, các phi trường để có cớ trưng dụng đất đai rồi tham nhũng và chia chác với nhau. Để có tiền bạc, nhiều cơ quan báo chí đã viết bài ca tụng cho đại gia cùng phe hay dọa nạt các đại gia đối thủ. Tư túng với công an nên đã có hiện tượng phổ thông, sáng đăng chưa gặp chiều gỡ. Các ủy viên Bộ Chính trị đã từng lạnh tanh máu cá, thanh toán lẫn nhau chừng nào độc đảng còn ngự trị. Tại sao Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng đã phải xắn tay áo vào vụ đồng tâm trong dịp giáp Tết? Không để ra riêng ngày dài tháng rộng, muốn trả lời câu hỏi này phải hiểu tham vọng thầm kín, kế hoạch, chương trình và tính khí của một số nhân vật trong vụ tiêu quyết, kiên quyết thực hiện khát vọng giữ ghế, giữ quyền cho chính họ và vây cánh. Theo lịch trình làm việc chung từ trước tới nay trong việc chuẩn bị cho các đại hội đảng thì 2 năm trước khi đại hội mở ra là thời kỳ gay go và căng thẳng nhất. Ngoài báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội dập khuôn theo khuôn mẫu sẵn, nhưng đề án nhân sự ở cấp cao mới là trung tâm cho mỗi đại hội. Nếu các phe không thỏa thuận sớm được với nhau thì cuộc tranh phần, giành giật ghế sẽ càng khốc liệt với mọi thủ đoạn tàn bạo nhất. Các đối thủ ở ngay trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Những cuộc lật đổ nhau đã xảy ra chỉ ít tuần tại Đại hội Trung ương 10 ngày 10 đến 20 tháng 4 năm 1996, trước Đại hội 8 ngày 28 đến ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 1996. Trong đó, phe Võ Văn Kiệt đã phá kế hoạch của Đỗ Mười muốn đưa Nguyễn Hà Phan làm Thủ tướng và Đào Duy Tùng làm Tổng Bí thư. Tiếp đến, Đỗ Mười, Lê Đức Anh tổ chức đảo chính Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để đưa Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí thư bù nhìn để Đỗ Mười giật dây không lâu trước Đại hội 9 tháng 4 năm 2001. Gần đây nhất là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng đã trường kỳ chọi nhau tung ra những thủ đoạn rất tàn bạo, lạnh tanh màu cá để đặt tham vọng, tài không lệ tuổi. Nhiều năm trước Đại hội 12 tháng 1 năm 2016, cuối năm 2014, Nguyễn Tân Dũng và vây cánh đã tung ra báo điện tử chuyên chân dung quyền lực tấn công Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Phùng Quang Thanh và tung tin Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc và đang nằm bệnh ở Hoa Kỳ. Trong khi ấy, Nguyễn Phú Trọng cho sửa đổi luật sĩ quan và quân đội lẫn công an để gia tăng số tướng lãnh nhằm mua chuộc hai thành phần vẫn được coi là gương cột của chế độ. Lên kế hoạch chọn cán bộ cấp chiến lược vào Trung ương Đảng để cô lập ông Dũng, ra nghị quyết 244 để vứt dân chủ nội bộ Đảng vào sọt rác qua việc cấm các ủy viên Trung ương không được tự ứng cử và đề cử, thỏa hiệp để nhiều thái tử Đảng vào Trung ương Đảng. Thậm chí ông Trọng còn vận động sang Hoa Kỳ gặp Obama và chỉ vài tháng trước Đại hội 12 vào giờ chót để Việt Nam gia nhập vào TPP nằm lôi kéo ủy viên Trung ương còn đứng giữa, chấp nhận để Nguyễn Phú Trọng được xếp vào trường hợp đặc biệt tái cử Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 12. Các thủ đoạn lươn lẹo, độc tài và tàn bạo, lạnh tanh máu cá này đã giúp ông đẩy Nguyễn Tấn Dũng phải về vườn làm người tử tế để Nguyễn Phú Trọng nắm ghế Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy vậy, ông Trọng chẳng ngượng ngừng, lại còn hãnh diện, nên trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được tái cử đã tuyên bố dân chủ đến thế là cùng. Tuy vậy, các thủ đoạn lươn chạch lắt léo mua chuộc các đối thủ để
quyền lực tiếp tục của mình đã phải trả giá cao. Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng, ngành công an đã chiếm thượng phong so với quân đội trong hai cơ quan quyền lực nhất của chế độ toàn trị. Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong Bộ Chính trị, quân đội chỉ có một tướng duy nhất là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi ấy, công an lại có tới hai tướng, đó là Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước và Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu kể thêm hai nhân vật khác xuất phát từ ngành công an là Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, và Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, thì tự chung có tới 4 ủy viên Bộ Chính trị thuộc ngành công an. Ngoài ra, một số nhân vật xuất xứ từ công an nắm giữ các chức vụ then chốt trong khóa 12 như Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Trung ương kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trương Hòa Bình làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong khi ấy, trong Ban Bí thư Trung ương chỉ có Thượng tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vì vậy, thế lực của ngành công an ngày một lấn át và hành xử rất lộng quyền như một quốc gia trong một quốc gia. Mặc dầu, trong những năm vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã phải nhảy vào chỉ đạo Đảng ủy Trung ương Công an, nhưng vẫn tỏ ra bất lực. Thảm trạng Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 do lực lượng công an chủ động là một bằng chứng rất rõ rệt. Vậy, con người mưu đồ quỷ quyệt đầy mình Nguyễn Phú Trọng đang muốn thực hiện ý đồ gì trong lúc này? Đại hội 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, nghĩa là chỉ còn đúng một năm nữa thôi. Thời gian đang chống lại ông, nhất là từ tháng 4 năm 2019, ông đã bị bệnh tai biến mạch máu ở tuổi cao trên 75, nên sức khỏe ngày càng bạc nhược, đi đứng không vững, phải có người dìu. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt trong nhiều dịp quan trọng. Khi nhà độc tài phải ở thế ngọa long, thì đối thủ ở thế phất cờ. Các phe phái vội vàng nhảy lên giành giật quyền hành. Từ sau Tết Canh Tý, phe Nguyễn Phú Trọng muốn đưa Trần Quốc Vượng lên làm Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới càng rõ ràng hơn. Tại cuộc họp mặt đông đủ nguyên các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày 2 tháng 2 năm 2020, dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Nguyễn Phú Trọng đã cố sắp đặt để như chính thức hóa vai trò của Trần Quốc Vượng từ nay trở đi. Vì thế, ông Vượng đã đại diện cho Bộ Chính trị báo cáo kết quả 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Sau đó, Nguyễn Phú Trọng mới phát biểu kết luận, và lần này bỗng nhiên ông kêu gọi đoàn kết và khuyên các người trong Bộ Chính trị lãnh đạo phải đoàn kết, không cua cậy càng, cá cậy vây nữa. Nhưng chính vào những dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký và công bố quyết định 214 QĐ-TVK ngày 2 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Với văn kiện này, ông Trọng sẽ tìm cách loại bỏ đối thủ trong Đại hội 12 4 năm trước. Cái chết vô cùng thảm thương của một công dân lương thiện, cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời và 65 tuổi đảng, với bao nhiêu thường dân bị thương, bị bắt và bị theo dõi khủng bố trên toàn quốc. Tất cả những sự kiện vô cùng đau lòng này là do hậu quả trực tiếp của những người có quyền lực cao nhất đã ra lệnh cho mấy ngàn cảnh sát cơ động nửa đêm hành quân vào Đồng Tâm để ở ngay tại thủ đô Hà Nội. Và sự cố Đồng Tâm này đã không thể nào diễn ra trong một xã hội dân chủ văn minh. Thảm trạng Đồng Tâm hoàn toàn có thể tránh được nếu nhiều năm qua, những người có trách nhiệm cao nhất của chế độ toàn trị thực sự muốn giải quyết một cách công khai, minh bạch để mọi người, từ những công dân bình thường tới các đảng viên còn giữ lương tri tâm phục khẩu phục. Thảm trạng đau lòng Đồng Tâm đã diễn ra, nhưng những người có quyền hành cao nhất và trách nhiệm lớn nhất lại vẫn lao đầu vào những quyết định và hành động vô pháp luật và phi đạo lý. Từ ông Tổng chủ, ông Thủ tướng là những người đã ra lệnh, có những tới Bộ trưởng Công an với những chỉ huy trực tiếp đã lợi dụng chức vị và quyền hành, đã bất chấp pháp luật do chính họ làm ra. Quyền lực, tiền bạc và đất vàng đã là những nhà tù giam giữ họ, khiến họ đánh mất lương tâm và lòng tự trọng. Để tranh giành quyền lực và địa vị cho bản thân và phe nhóm tại Đại hội 13 không còn xa, những nhân vật này và vây cánh của họ đang theo đuổi những tham vọng đối chọi nhau, toan tính những mưu đồ hại nhau. Cho nên, họ là những đồng sàng dị mộng, chỉ nhân danh đảng, lấy đảng ra làm bình phong để thanh toán lẫn nhau, chỉ nhắm mục đích ích kỷ cho bản thân và lợi ích phe nhóm. Sự bất bình trong nhân dân và các giới, sự bất trọng
của đa số đảng viên ngày càng lên cao sau biến cố Đồng Tâm. Mọi người đã thấy không còn có thể chờ đợi sự thức tỉnh của những người nắm quyền trong chế độ toàn trị. Họ ngày càng tham lam hơn, ích kỷ hơn, tàn bạo hơn. Trong chế độ toàn trị, kẻ có quyền sẽ lập phe đảng, nuôi các nhóm lợi ích, bịt miệng các tiếng nói phản biện, đàn áp và thanh toán những người dân chủ. Vì thế, nội lực quốc gia bị phân hóa và tê liệt, đất nước không thể vươn lên hùng cường. Nhân dân không được tôn trọng nhân phẩm, đe dọa của đế quốc Bắc Kinh đang trở thành cực kỳ nguy hiểm. Xem mặt mà bắt hình dong, nhìn cây biết quả. Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi tôn thờ chủ nghĩa Mác Lênin, lấy bạo lực giai cấp đấu tranh làm phương pháp nắm quyền và đảng độc quyền đất đai. Cho nên, sau trên 70 năm cầm quyền, độc quyền đã sinh ra các người cầm đầu chỉ biết giết và đàn áp dân, sống giả dối, nhưng lại kiêu ngạo. Từ khi áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nạn tham nhũng trở thành bất trị. Các nhóm lợi ích bùng ra lập thành tích sứ quân, kình chống và thanh toán lẫn nhau. Đã gần 76 tuổi nhưng vẫn ngụp nặn trong bùn lầy quyền lực, nên Nguyễn Phú Trọng vẫn không nhận ra được hay không dám nhận ra là đổi mới, giả hiệu, tìm cách đánh lừa nhân dân bằng công thức bịp bợm, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó tiếp tục duy trì chế độ độc đảng và giao cho cán bộ bất tài và tham quyền tiền giữ chìa khóa cho kho bạc và đất đai của nhà nước xuyên qua các tập đoàn và tổng công ty. Vì thế, nó đang hội và rối loạn và nạn cán bộ tham nhũng. Các nhóm lợi ích đang trở thành những sứ quân, phá hoại kỷ cương đất nước và làm bằng hoại đạo đức. Cuối cùng, công thức đổi mới giả hiệu này đang đẩy chế độ chống lại nhân dân. Nay đa số nhân dân và ngay cả một số đảng viên Cộng sản ngày càng nhận ra bản chất với tim đen của những người cầm đầu và những nhóm lợi ích. Đó là độc tài, ích kỷ và cực kỳ tham lam. Nay không còn là chọn lựa giữa Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng hay Nguyễn Xuân Phúc. Vì như vậy có nghĩa như phải chọn giữa bệnh thổ tả hay kết lị. Như thế sẽ rơi vào thảm họa, tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.